Quý vị biết là mình có hai từ nuôi dưỡng, nhưng mà khi nuôi thì dễ mà dưỡng thì khó. Ví dụ như mình mua một cái cây về, mỗi cứ 2-3 ngày mình cho nó gáo nước, cái đó gọi là nuôi. Nhưng mà mình không có biết cái cây này nó thuộc loại cây ít nước hay nhiều nước, nó thích nắng nhiều hay nó không thích nắng nhiều. Mình phải biết cái đó để mình dưỡng nó, chứ không phải mình dục cho nó nước cái là mình bắt nó sống được. Thành thử ra trong cuộc sống này, tiếng Việt Nam gọi là nuôi dưỡng. Nuôi thì dễ mà dưỡng thì khó, phải không? Mà bên cạnh nuôi dưỡng là phải gì nữa? Phải có giáo dục. Cho nên ân đức của cha mẹ có chính, đội ơn chính chữ cù lao. Trong đó có sanh cúc dục dưỡng gì đó. Cho nên mình lo ăn không có khổ, lo mặc không có khổ, mà dạy là khổ nhất. Mà nhiều khi á, ngày hôm qua Pháp Hòa nói với một vị, Pháp Hòa nói á, ai cũng cầm cái vòi nước để tưới bông, tưới cây mình trồng cả. Nhưng mình đừng có quên rằng trong cuộc sống này, cùng một lúc cỏ hoa nó mọc thì cỏ dại nó cũng mọc theo. Và cỏ dại nó còn, cái rễ nó còn thâm căn, nó còn khó nhổ hơn nữa. Thì trong cuộc sống này cũng vậy. Mình cũng trồng hoa, trồng kiển vậy đó, nhưng mà mình đừng quên rằng cỏ dại lúc nào cũng có mặt trong cái sân vườn của mình. Và không có một cuộc sống nào, dù vợ chồng con cái, mà chỉ có hoa, có kiển mà không có những cái cây cỏ dại nó mọc, phiền não nó sanh. Cho nên đại chúng, Pháp Hòa rất là trân quý sự có mặt của quý vị, là vì quý vị tu chung với con. Cho nên quý vị hãy để cho con của mình thả nó vô đây, rồi cho nó một không gian đi. Lâu lâu mình gặp nó, mình chỉ hỏi thăm, chứ đừng có đi kiếm nó mỗi giờ mỗi phút. Trời ơi, đi vô đây rồi mà cũng kiếm nữa. Cho nên quý vị tham gia cái pháp đàm của các em là không có cho nó cơ hội nó nói, đừng có tham dự cái lễ lớp đó. Ở đây là chia ra pháp đàm theo tuổi. Có một lớp pháp đàm dành cho các em từ 18 tuổi trở lên. Rồi cha mẹ nghe vậy cái sách vở đi theo, vô dành nói hết. Tại sao mình phải cho nó pháp đàm với nhau? Là để nó nói ra hết những cái nỗi niềm của nó, những cái khó khăn của nó. Mà mình có mặt ở đó làm sao nó nói? Cho nên mấy thầy báo cáo cho bà biết là pháp đàm của các em lớn, cha mẹ có đi theo. Pháp Hòa mới nói tiêu rồi. Nó không có cơ hội nó nói. Quý vị biết không, những cái pháp đàm là nó khóc dữ lắm. Những khóa tu trước là nó khóc ghê gớm lắm. Có những em nó bị những cái khổ đau mà nó chưa bao giờ nó nói cho cha mẹ nó biết. Những cái khổ đau đó hồi nhỏ nó bị, do chú, do dì, do người thân nó làm ra, tổn thương đến nó. Mà nó biết rằng văn hóa người Việt nói ra là gọi là bất hiếu vân vân, nó không nói được. Mà nó nói được trong khóa tu. Cho nên quý vị đã cho nó đến đây rồi. Ở đây không có nghĩa là mình cho nó tự do, nhưng hãy để cho nó một không gian để nó cùng hòa nhập với bạn bè nó. Và nhất là những buổi pháp đàm hãy để cho nó nói. Mình có mặt nó khó nói lắm. Bằng chứng mình đang nói lén ai đó, thấy người ta đi tới nín à. Cho nên điều thứ nhất là đại chúng hãy cùng tu với con. Mình là một tấm gương tốt cho con, nhưng mà bên cạnh đó mình cho nó một không gian. Quý vị hy sinh,
Nhưng mà nhiều đây đó, giờ đây là quý vị hy sinh hết rồi đó. Quý vị hy sinh thời gian, công ăn, việc làm đủ thứ hết, gác lại hết để đem con mình về đây. Nhưng cái đó chưa đủ. Hằng ngày mình cũng phải chịu khó hy sinh một số những cái niềm vui riêng của mình. Ví dụ nha, mình đi làm rất có tiền, cho nên mình sẵn sàng đi làm nhiều hơn thời gian có mặt cho con. Nhưng mà thưa đại chúng, là khi mình có con, cái tuổi của nó sẽ ở với mình maximum là 18 tuổi. Đây là Pháp Hòa nói nhiều đó nha. Có những em 15, 16 tuổi là gần như là nó tách biệt với mình rồi. Lúc đó quý vị cũng muốn gần con mình cũng không được. Như vậy thì tại sao trong khi mà mình đi làm rất có tiền, nhưng tiền nhiều thì mình thiếu tình, thiếu tình cảm với con. Và khi mình lúc đó mình ân hận, mình hối hận, giờ tiền nhiều quá mà mình không nói chuyện được với con, không thể ngồi ăn được với con. Bây giờ mình nói nó một tiếng là nó trả lời 10 tiếng. Thậm chí nó hấy quýt mình, nó đóng cửa rầm rầm, nó làm đủ thứ kiểu hết, dù mình chỉ nói nó mới có một câu. Và nhiều khi mình muốn rất muốn thiền với nó dữ lắm, hạ giọng với nó dữ lắm, mà nó vẫn cao giọng với mình. Cho nên đây là một ví dụ, mình hy sinh một chút, bớt đi làm để có thời gian với con khi nó ở dưới cái tuổi 18. Hay là nói cách khác là nó chừng 15 tuổi đổ xuống, nó rất cần mình. Nó rất cần mình, cho nên mình phải có mặt cho con cái trong những cái giây phút đó. Rồi nhiều khi đó là mới, mà may mắn là vị đó là cha mẹ đó đi làm thôi. Chứ nếu mà cha mẹ đó mà ham vui một chút nữa, chẳng hạn như đi cà phê, đi shopping, cuối tuần là party, bạc tiết mà bất kể con. Và thậm chí nó ôi kệ nó lớn rồi, tự cho nó thôi. Nhưng mà quý vị biết không, nó đâu có nói ra được, nhưng mà nó rất cần mình. Nó rất cần mình, cho nên thời gian mà mình có được dành cho nó. Cho nên hy sinh á, không phải là tôi hy sinh 5 tuần lễ vô chùa với nó. Mình phải hy sinh ở ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Có đôi lúc mình hy sinh mình nhịn nó nữa đó. Nhịn chi? Nhịn để cho nó đừng có quá đáng với mình, rồi mình thêm cục tức. Nói nó không nghe là một việc rồi, nó cãi lại cái mình ôm hai cục tức. Cho nên mình biết, có nhiều lúc mình biết buông bỏ đúng lúc. Ví dụ như mình bỏ những cái thú vui bình thường của mình. Hay là thậm chí có nhiều người nghiện rượu vì con mà bỏ rượu. Có nhiều người nghiện thuốc vì con mà bỏ thuốc. Có nhiều vị ăn chay trường, nhưng bây giờ con mình nó muốn ăn với mình, hy sinh, ăn mặn với nó. Không có tội lỗi gì đâu. Các vị đang là như một hạnh Bồ Tát lăn xả vào địa ngục. Tu không phải chỉ có chuyện ăn chay không. Cái tu của mình, cái thành Phật của mình đó, là làm sao chuyển hóa được cái tham, cái sân, cái si, chứ không phải cái ăn. Ăn là một phần nhỏ để trợ duyên thôi. Thật ra mình nói không, tôi ăn chay trường, tôi tu, tôi tu để tôi hồi hướng cho con tôi. Nhưng mà cái đó là mới mình thực hiện cái lý thuyết tu thôi, còn thực hành chuyện tu nữa chứ. Chúng sanh đâu phải chỉ cần mình hồi hướng không. Tới bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị tới chùa, quý vị gặp mọi người, ngoài chuyện ăn ngon ra, mình còn muốn mọi người sao tiếp đãi mình nhẹ nhàng, vui vẻ, phải không? Ví dụ như thầy trụ trì mà chở mình ăn ngon, nhưng mà gặp thầy, thầy không có chào hỏi, thầy không có vui vẻ gì với mình hết trơn á, thì sao mình thích được? Thì cũng như thế, không phải cái chuyện ăn. Cho nên bây giờ mình ăn chay trường và mình, mà con mình nó rất cần mình, thì mình trở về mình ăn với con mình.
Nó chừng mười mấy, 20 tuổi thôi, đâu còn ăn với mình nữa đâu. Lúc đó mình muốn ăn cái gì mình ăn. Nhưng bây giờ nó đang cần ăn một bữa cơm với mình. Lẽ ra hôm nay mình học giáo lý phải không? Nhưng mà mấy này, đây là khóa tu cho trẻ em, và quý vị là những phụ huynh có mặt. Đây là Pháp Hòa mượn lời Phật dạy chia sẻ với đại chúng. Và Phật dạy rằng cha mẹ phải là một tấm gương tốt cho con, phải biết hy sinh cho con, phải biết cho con những cái không gian của riêng nó. Nhưng cái chữ không gian này cũng nghĩa là cho nó tự do. Nhưng mà mình tạo một cái môi trường, một cái không gian tốt. Và có những lúc mình để cho nó tự. Quý vị thấy ở đây, người Mỹ họ sanh con, họ nuôi con, họ không có đút con ăn, không có mớm con ăn như kiểu của mình. Việt Nam mình ha, đưa cái muỗng cơm vô miệng mình á, rồi mâm 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 hết chất dinh dưỡng rồi bắt đầu mới đưa cho nó. Nhìn rất là dễ thương đúng không? Mẹ mớm cơm cho con, nhưng mà như càng mớm mẹ càng khỏe mạnh ra. Tại mình mớm mớm như vậy là thức ăn dinh dưỡng ngon ngon nó vô mình hết rồi. Mà người Mỹ họ nuôi con là họ để cho con tự do, nó ăn, nó lem luốc, nó tùm lum tà la hết, nhưng mà để cho nó tự do. Dĩ nhiên không phải nói như vậy là đúng hay là mình sai, nhưng mà đây là một cái ví dụ. Bên nào cũng có cái hay hết. Mình là người học, mình là mình phải biết dung hòa. Cái nào hay mình học, và thậm chí học cả hai rồi mình phối hợp. Có những lúc mình cho nó tự do ăn, và có những lúc mình phải mớm nó ăn. Chứ không phải mình nói vậy cái mặc kệ nó. Quý vị biết cho đến giờ phút này, các thầy trong chùa ăn cơm Pháp Hòa vẫn còn dòm ngó mà. Tại vì nhiều khi ham chơi, lười biếng, không ăn, thì mình cũng phải dòm ngó. Và cái câu Pháp Hòa nói, con muốn tự bới hay thầy bới? Giờ mấy câu đó mấy thầy nghe quen lắm. Mấy thầy, mấy em Phật tử nhỏ trong chùa nói giờ vô chùa mà gặp thầy là sẽ có ba câu thầy sẽ hỏi: ăn cơm chưa? Ăn hồi nào? Ăn cái gì? Cho nên có những cái mình hy sinh, mình buông bỏ. Mình buông bỏ để mình giữ được một cái gì đó. Thí dụ như là mình đi làm nhiều, mình những cái thú vui riêng của mình. Ai cũng có ham vui hết, cha mẹ, người lớn, con nít gì cũng ham vui hết, nhưng phải hy sinh thôi. Giống như Pháp Hòa vậy, cũng ham ngủ lắm, nhưng mà biết nguyên bày ở đây ngủ gì. Tới giờ mấy giờ đi ngủ không cần biết, mà sáng ra cũng phải có mặt. Nhiều khi phải canh đồng hồ, sợ các vị báo chuông trễ. Ở đây Pháp Hòa nói không phải là Pháp Hòa không tin tưởng, nhưng mà cái lòng của mình luôn luôn mình sống cho đại chúng, cho khóa tu. Cho nên mặc dù đã giao hết trách nhiệm cho các bạn trẻ, các thầy, nhưng lúc nào Pháp Hòa cũng quan tâm giờ giấc. Tới giờ chiều bận rộn cũng phải chạy ra một chút. Giống như hồi chiều Pháp Hòa thầy, quý vị thấy Hòa xử mấy đứa nhỏ vậy. Tới giờ pháp thoại, tới giờ pháp đàm cũng phải đi coi, đi hỏi pháp đàm hôm nay chia mấy nhóm, và những đề tài hôm nay sẽ bàn thảo là vấn đề gì. Cái đó là cái tâm của người tổ chức, cái tâm của thầy đối với đệ tử, của cha mẹ đối với con mình. Mình quan tâm, mình hỏi thăm. Mình cũng ham ngủ, mình cũng thích thoải mái, nhưng mình biết mình đã tổ chức, tức là mình giống như quý vị có con vậy đó. Có con rồi, giờ nó đòi bú nửa đêm là phải thức dậy lo cho nó. Bây giờ nó đang quậy quọ quá, mình cũng phải sống theo cái đứa con đó, chứ không thể nào làm gì khác hơn. Cho nên Pháp Hòa nhìn các vị thương lắm. Tại vì mình hiểu được, mình cảm thông được. Thậm chí có những vị đã đi xuất gia rồi nhưng vẫn thương con mình.
mặc dù với cái danh nghĩa là đi xuất gia. Con nó lớn thì mình lo theo lớn, con nó nhỏ thì mình lo theo nhỏ. Làm cha mẹ thì không bao giờ mà không thương con. Có những em nó vô á, chưa kịp nói nữa là bắt đầu nó biết mình sẽ sắp nói gì, nó repeat, nó nói một câu là một lèo luôn. Thí dụ Pháp Hòa vừa định nói à, con biết không mẹ con, dạ con biết rồi, mẹ con có mình con à, mẹ con thương con nhất. Tại vì hằng ngày á, nó nói ra vậy là có biết cái câu này là mẹ con hay tụng cho con nghe không? Tại mình luôn luôn mình nói cho con mình biết, mẹ có một mình con à, mẹ thương con nhất, mẹ thương mẹ, mẹ làm cái này cho con, mẹ làm cái kia cho con. Nó nghe riết nó thuộc bài. Cho quý vị biết á, là mình tổ chức một khóa tu cho các em á. Người lớn cũng có cái cực của người lớn, trẻ em có cái cực của trẻ em. Nhưng mà nói cho cùng, nó vẫn hồn nhiên hơn mình. Nó quậy vậy thôi chứ nó đâu có thấy nó quậy. Còn mình là người lớn rồi, nhiều khi do phiền não mà cố tình quậy. Cho nên đại chúng trân, biết trân quý cái hiện tại. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, nhiều khi mình cũng biết buông bỏ là như thế này. Ví dụ như con của mình, bây giờ nó 15 tuổi, bắt đầu nó khó dạy hơn hồi nó 10 tuổi hay là 14 tuổi. Mới có 1 năm thôi nó thay đổi rồi. Thì mình mới ngạc nhiên vô cùng, mình nói trời năm ngoái nó còn dễ thương lắm, hồi năm nay nó nhiêu? Dạ 15. Hai cái nó khác rồi. Có nhiều người nói cho hồi xưa nó dễ thương lắm, biết dùng chữ hồi xưa. Tức là quý vị thưa đại chúng là mình biết rằng con mình á, mỗi một cái tuổi nó lớn lên á, là nó thay đổi giống y mình thôi à. Mình á, là đổi, mình thay đổi là gì? Mình đổi cái sức khỏe của mình, năm ngoái với năm nay nó khác. Còn con nít á, thì cái sung mãn sức khỏe nó có rồi, nhưng mà đổi tâm tánh. Cho nên mình biết được như vậy, cho nên cái gì nó đang xảy ra mình tiếp nhận như vậy, mà đừng có đem cái quá khứ. Trời hồi nhỏ nó dễ thương lắm, mình nói một nó nghe một, rồi cứ đem cái đó ra, rồi mình so sánh với cái hiện tại để mình buồn, mình khó chịu. Và có một cái nữa là mình hay so sánh con mình với con người khác, không nên. Đó, con thấy con người ta không đó, nó dễ thương phát mê không, còn nhìn con thấy phát ớn. Đó, rồi tưới, mình cứ tưới nó hoài như vậy là nó cảm nhận rằng trong mắt mình luôn luôn mình lúc đau nó. Cho mình luôn luôn mình làm sao mình biết con mình như thế nào thì mình tự mình sửa nó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa hay ví dụ á, thí dụ mình thấy cái ghế nó méo á, cũng giống như ở trong nhà của mình mà có khách đó, mà lỡ một cái gì mà nó dơ, mà nó chưa được dọn dẹp, là tự mình nhẹ nhàng mình làm sao mọi cách để mình dẹp cái đó đi để cho khách đừng thấy. Có bao giờ mình hành xử kiểu vậy không? Mình sửa con mình cũng giống vậy đó. Mình biết nó như thế nào thì mình tự nhẹ nhàng mình đem cái năng lượng của mình, cái học hỏi của mình để mình chuyển nó, mà không cần phải phô trương, phải la làng. Mình biết nó hư cái nào thì mình nhẹ nhàng mình chỉnh sửa cái đó, và thậm chí trong cái lời nói, trong cách sống của mình. Mình chăm sóc một đứa con như mình chăm sóc một cái cây vậy đó. Không phải nó chỉ cần nước không, mà đôi lúc cũng phải cần tỉa, cần đưa nó ra nắng, và thậm chí đưa nó vào mát và xoay cái cây để làm sao nó đều đặn. Đây là mình nói về con thôi, chứ còn nói cho cùng á, mình đã sống chung với nhau thì mình đều phải có sự chăm sóc cho nhau hết. Dù đó là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là anh chị của mình. Mình có người nào là mình phải biết chăm sóc người đó. Tại vì mình không muốn ở trong một cái vườn của mình
Năm cây nó tươi mà con cây nó chết, có một cây nó héo. Trong gia đình mình cũng vậy, bốn người tươi mà một người héo thì mình cũng phải lo chăm sóc cái người héo đó thôi. Và người đào mình cũng chăm sóc giống nhau. Cho nên đó, con cái của mình đó, theo lời Phật dạy, đứa con nào mà nó sanh ra mà mình dạy ít mà nó vẫn khôn lớn, nó tiếp nhận đổ bộ, nó có ý thức được, nó sống một cách lành mạnh, đứa con đó đặc biệt lắm. Phật gọi là cái gì sanh? Ưu sanh. Ưu là gì? Là ưu việt, là ưu tú. Mình dạy nó rất ít và thậm chí mình lo đi làm, mình bỏ bê nó mà nó vẫn giỏi, nó vẫn ý thức, nó sống cuộc sống của nó rất là ngăn nắp, lành mạnh, hiếm lắm. Nếu có được đứa con đó thì đứa con đó là ưu sanh. Đệ tử cũng vậy, mình dạy rất ít nhưng người đệ tử đó vẫn ý thức và học và tu và sống tốt. Đó là ưu sanh ha, con ưu sanh. Còn đứa con nào mình dạy nó như thế nào, nó nghe lời mình theo cái sự chỉ dẫn của mình, đứa con đó là cái gì sanh? Cái gì sanh? Đứa con đó gọi là tùy sanh. Nó sống và nó tốt theo cái cách chỉ dẫn của mình, đó là tùy sanh. Đứa con thứ ba là mình dạy nó quá trời quá đất luôn, mình hy sinh hết mức luôn mà cuối cùng nó không rá gì chút nào của mình chỉ đó. Cái đó gọi là liệt sanh, tức là ưu liệt, là thấp nhất. Đó là lời Phật dạy. Con có ba dạng: ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Nhưng không có buồn, cái đứa mà ưu sanh á thì không có tự hào, mà mình biết rằng đó là cái phước của nó, cũng là cái phước của mình, và mình với nó có một cái duyên lành trong đời trước. Cho nên đời này nó là một cái cây tốt, nó lại được ở trong mảnh đất màu mỡ, cho nên nó xanh tốt và không cần phải sự chăm sóc nhiều. Thấy được như vậy thì mình trân quý cái duyên phước đó giữa mình với nó mà tưới tẩm nuôi dưỡng thêm. Còn đứa con nào mình dạy nó mà nó tùy thuận theo những cái lời dạy của mình thì mình biết rằng giữa mình với nó có một cái ân nghĩa. Ngoài cái phước ra còn có cái ân nghĩa, nó không làm khổ mình. Nhưng mà giữa mình với nó có một cái oán thì mình làm bao nhiêu điều hy sinh cho nó nhưng nó vẫn chưa bao giờ biết một lời cảm ơn, và thậm chí nó còn mắng xả lên mình nữa, nó còn nói những lời khó nghe nữa, thì mình biết rằng giữa mình với nó có một cái oan trái. Cái này là chỉ cần mình phát tâm tu tập. Cái dạng này nó khó lắm. Mình vừa phải sám hối để giải nghiệp, vừa phải tu tập để chuyển hóa, tạo phước cho chính mình, và vừa phải có một sức nhẫn kiên trì, một sức nhẫn phải nói là mãnh liệt, mình mới có thể đi qua được. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với một em trẻ, năm nay nó khoảng hai mấy tuổi. Nó mới nói với Pháp Hòa là nó feel là nó have no life, nó lost cái hướng đi của nó, nó mất đi cái hướng đi của nó, và nó cảm thấy rằng nó bế tắc và nó không có tìm ra được một lối thoát, và bây giờ có nhiều ngày nó chỉ muốn chết thôi. Thì khi mà nó nói chuyện với Pháp Hòa như vậy đó, thì Pháp Hòa mới đưa cái bàn tay của Pháp Hòa ra, Pháp Hòa nắm nó. Và sẵn ở, bị gì Pháp Hòa với nó ngồi ở trước bàn vậy nè. Thì sẵn trên bàn Pháp Hòa có mấy cái túi, một cái chai lotion,
một cái túi, một cái bịch kẹo. Thì Pháp Hòa mới nói á, con biết không, cuộc đời của mình á, giống như mình đang đi ở trong một cái cơn, một cái dòng nước. Và không có một dòng nước nào mà nó không có những cơn sóng. Mình không thể làm dừng đi được cơn sóng, nhưng mình phải tập đi với cơn sóng. Thì Pháp Hòa mới ví dụ, thí dụ như bây giờ thầy muốn con đi tới cái bảng này, đây qua đó có cái bảng, nhưng ở đây nó có cái bàn nó cản trở. Thì không vì cái sự cản trở cái bàn này mà con không tìm một lối đi khác, con sẽ quẹo cái đường này, con đi vòng qua đây và con đi đến cái bảng đó. Chịu khó đi vòng một chút, nó hơi lâu, nhưng mà ít nhất nó cũng có cái đầu, có cái direction, cái quê để nó đi. Nói xong, Pháp Hòa cầm một cái bịch thứ hai lên. Con thấy cái bịch này không? Nó đang siêu như thế này, nhưng nó vẫn có cái cách để mở cái bịch này. Con thấy cái chai lotion này không? Nó đang siêu, nhưng nó vẫn có cái cách mở nắp của nó. Bất cứ một cái vật nào mà người ta làm ra mà người ta siêu nó lại, người ta đều có cái cách mở nắp để sử dụng hết. Quý vị thấy cái chai ớt mà vặn vặn phải không? Của ớt con gà mình hay mở cái nắp tương ăn phở đó, cái nắp nhọn nhọn vậy. Có nhiều khi mình rất là hồn nhiên mở nắp ra, dở mà nó xịt hoài không ra. Cuối cùng phát hiện nó còn miếng giấy bạc nằm trong. Mở cái nắp lớn ra, mở xé cái giấy bạc đó ra, đậy cái nắp lại, mở nó mới ra được. Có những cái chai thuốc tẩy mà người ta làm rất kỹ để không trẻ em nó không dính vào được. Mình muốn mở mình phải bóp cái nắp đó vô, mình dặn nó, nó mới ra được. Con nít bình thường nó không biết. Để bảo vệ trẻ em không để nó bị nguy hiểm, lỡ nó mở cái đó dễ dàng nó đưa vô miệng nó trúng độc nó vậy. Nhưng nó vẫn có cách mở của nó. Pháp Hòa nói với cái em trai đó như vậy đó. Bất cứ một cái chai lớn, chai nhỏ nào, một cái túi nào, cái ziplock, nó cũng có cách mở của cái ziplock. Con phải ráng. Bất cứ một khó khăn nào, nó cũng sẽ có cách mở đó. Con có ba, có mẹ, con có thầy, con có Tây Thiên. This is your home. Cho nên mấy đứa nhỏ mà nó trở về, Pháp Hòa hay chào nó, welcome home. Mình làm sao mình đi tới, mình làm sao mình mở lòng, mình chào đón nó, đây là cái nhà của nó. Có thể mai này quý vị không còn có mặt, nhưng mà đâu đó trong tâm thẳm của nó, có một lần nào nó đã được đến đây. Nó được đến đây, nó được dạy cái gì đó, nó được nuôi dưỡng cách nào đó, nó được ôm ấp cách nào đó. Đừng có lo. Mình phải có một cái tâm trí hướng thượng. Con của mình nó như vậy, nhưng mình không chùn bước, tại vì mình biết đây là cái mình đã tạo. Bất quá cái hạt giống nó trồng ở trong một mảnh đất khô cằn quá. Bây giờ mình là một người làm farm, mình phải làm sao đây? Y chang như đất ở Tây Thiên. Quý vị biết đất ở Tây Thiên là đất sét, khó trồng cây lắm. Trong suốt 20 năm qua mình đã hy sinh rất nhiều cây không sống nổi. Nhưng mà rồi một ngày nọ mình phát hiện ra mình phải đào thật là sâu xuống đất, rồi mình đổ phân vào trong đó, mình trộn lại, mình trồng cây. Và giờ ngày nay quý vị thấy một số cây nó sống nổi là nhờ sau một thời gian trồng trong đất sét. Mấy năm sau nó chết ngắt dở lên, nó không bắn ra được một chút rễ nào hết, chỉ đất là đất sét. Nhưng mà rồi mình cũng phải tìm cách nào đó để mình trồng được cái cây. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng rằng bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải cố gắng.
mình là cái người lãnh đạo, lãnh đạn, cái lãnh đạo tinh thần và lãnh đạn tinh thần. Mình đã là cái người leader của con mình rồi thì bất, nếu mình mà sụp đổ thì làm sao nó đứng lên được. Cho nên mình biết rằng những đứa con mình nó trong chiếc thuyền của mình bây giờ nó đang ói mửa, nó đang bị kha xích, nó đang bị đủ kiểu hết, mỗi đứa nó có một cách riêng. Nhưng mà rồi mình phải chuẩn bị hết. Mình dừng xe lại thì nó sẽ dừng theo. Mình tai nạn xe thì con mình nó không được. Cho nên mình phải có cái tâm trí kiên trì hướng thượng, biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia. Mấy ngày nay quý vị về đây, quý vị sống bằng cách thân cận với xuất gia. Quý vị giữ pháp đàm học hỏi, đừng có ngại nói hết ra. Mình thất bại cái gì trong dạy con mình, mình thành công cái gì mình chia sẻ cho các huynh đệ biết. Và nhiều khi quý vị chưa được khóc, khóc xong rồi quý vị khỏe hơn. Pháp Hòa đã từng gặp những người mẹ nuôi con một mình bao nhiêu đứa con khi không có chồng, mà các con bây giờ khôn lớn, đâu phải đơn giản, biết bao nhiêu những cái sóng gió phải vượt, nhưng mà rồi hy sinh hết. Có nhiều người mẹ hy sinh cả tình cảm riêng tư, còn rất trẻ nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện gì nữa hết, chỉ một lòng lo cho con mình. Nhưng ai đó đã lỡ đi thêm một bước nữa rồi cũng phải hướng về con mình, thấy không có bỏ được. Nhưng mà nếu con mình nó biết cái đó, nó sẽ thương mình. Nhưng mà tại vì nó là cái cây chưa thông, chưa cảm, đừng có buồn, trước sau gì nó cũng sẽ cảm thông. Một ngày nào nó bước vào cái địa vị làm mẹ, làm cha, nó sẽ biết thương mình. Và thật sự ra nếu mà đời này, ngay trong đời này mà con nó biết thương mình thì phải phước. Còn chưa được, mình đợi mình chết rồi nó mới tỉnh thì cũng được đi. Ít ra thì nó cũng tỉnh, còn hơn là nó suốt đời nó mê. Quý vị thấy mình cách Phật 2000 năm rồi mình mới tỉnh nè. Cho nên Hòa thưa như vậy á, để đại chúng ráng tu. Chữ tu ở đây Pháp Hòa muốn nói không phải là chỉ một mực lo cái chuyện chung mỏ, mà nhìn lại cái cách hàng ngày mình ứng xử, cái cách mình tạo phước cho chính mình. Thí dụ nha, cái lời nói mình chửi rủa người khác, nó cũng mất cái phước của mình. Trong khi đó mình có được một giọng nói hay, và mình có được một cái miệng rất là đẹp, nhưng mình lời nói của mình không hay thì mình mất phước. Mà mình đã mất phước thì phước đâu nữa mình cảm hóa con mình. Trong khi đó con mình nó cũng không có phước. Cũng giống như là nó là cây khô mà bản thân mình thì không có nước. Mình không có nước để tưới cây khô thì cây khô nó sẽ chết, và mình cũng không có nước. Cho nên mỗi một khi mình làm cái gì sai, mình nghĩ mình đang tích lũy cái giọt nước để tưới tẩm cho con của mình. Lấy con mình làm một cái biểu tượng, làm cái điểm để mình vượt tất cả mọi khó khăn, nhẫn nại tất cả để làm sao tạo được những giọt nước bổ dưỡng cho con mình, như mấy ngày nay quý vị làm vậy đó. Cho nên mình phải đủ cái kiên trì để mình vượt được tất cả cái đó. Chỉ vì con mình làm, thì con mình cũng là một chúng sanh, mình là một Bồ Tát. Nhưng mà biết đâu chừng con nó là Bồ Tát, nó không vậy mình không tu đâu. Coi chừng con nó là Bồ Tát, nhưng mà nó là Bồ Tát nghịch. Nó là Bồ Tát nghịch. Nói như vậy cho nên mình tha thiết sám hối, tạo mọi phước lành. Còn con mình mà nó giỏi giang, nó chắc chưa chắc mình tu. Cho nên nếu mà đứa con nào mà luôn luôn nó nghịch với mình thì thôi, nó là Bồ Tát nghịch của mình đó. Nhờ nó mà mình thúc liễm mình tu. Vừa rồi đi qua Mỹ, Pháp Hòa được gặp lại một hai cô chú này. Có đứa con sanh ra nó bệnh bẩm sinh.
Năm nay nó 30 mấy tuổi. Và bây giờ, tại vì bệnh đó thì nó 30 mấy chứ sức khỏe nó kém dần. Và mình thấy hai vợ chồng chăm chút đứa con thương lắm. Những đứa con mà nó lành mạnh, nó thông minh, nó đỗ đạt á, giờ nó đâu có về thăm. Có một cái đứa mà nó bệnh bệnh vậy đó, nó cứ ở với mình suốt vậy đó. Cho nên hai ông bà nói, con nghĩ á, trời Phật cho con đứa nhỏ này để hữu hỷ cho hai vợ chồng con á. Chứ nếu mà nó khỏe như hai đứa kia, nó cũng đi mất tiêu rồi, tụi con sẽ cô đơn. Giờ nhờ nó ở tụi con ngày nào cũng có việc để làm hết, ngày nào cũng chăm sóc đứa con. Mà nó bệnh dữ lắm, mà đứt ruột lắm, nó đau mà nó không biết nói, nó chỉ dỗ dỗ cái chỗ nó đau nhất. Mà mình thấy cha mẹ chăm sóc. Nếu mà nói về ân quán nghiệp duyên thì đời trước mang nợ nó, giờ trả. Nhưng bây giờ mình nhìn theo cái nhìn của Bồ Tát, đây là hai người phát nguyện chăm sóc cho một chúng sanh. Cho nên mình tu là mình chuyển từ cái nghiệp thành cái nguyện của mình. Quý vị đừng có để cái chữ nghiệp nó đè mình. Trời ơi, đứa con này là nghiệp của tôi, ngày nào mình cũng nói vậy hết. Cái tự nhiên mình, mỗi lần mình thấy nó là mày là nghiệp của tao. Giờ mình nói đây là nguyện của tôi. Ngài Bồ Tát Địa Tạng á, ở dưới, ngài ở dưới địa ngục là toàn là những người tội nhân xuống địa ngục không? Có bao giờ một chúng sanh nào mà hạnh phúc lại báo cáo cho Đức Quan Âm không? Quan Âm ơi, con hạnh phúc quá trời, không có. Quan Âm ơi, con khổ dữ lắm, con khổ thế này, con khổ thế kia. Cho nên mình khổ mình mới tới với Đức Quan Âm. Thì cái hạnh nguyện của mình cũng như vậy. Cho nên đại chúng chuyển nghiệp thành nguyện. Bất cứ việc gì đến với mình, mình nguyện mình làm, thì mình sẽ vượt được. Nhiều lúc Pháp Hòa cũng mệt dữ lắm. Nhưng mà Pháp Hòa, khi mình mệt á, cái Pháp Hòa nói, thôi chắc tại mình nguyện làm. Thì mình nguyện xong rồi, cái thì tự nhiên mình đủ sức khỏe mình làm tiếp. Trời ơi quý vị, chưa từng thấy có nhiều lúc Pháp Hòa mệt mấy đứa nhỏ đến thôi thôi, năm tới chắc không làm nữa đâu. Nhưng mà khỏe rồi cái muốn làm tiếp, tại không đành, không bỏ được. Thương lắm. Mình thương nó cho nên mình phải làm hết tất cả. Chứ nhiều lúc mình bực dữ lắm. Quý vị biết là nó lớn, nó lì theo cái lớn chứ. Ra lệnh 11 giờ đi ngủ mà có đêm nào 11 giờ nó vô giường đâu. Mà nó xài quần cỡ nào thì mình cũng phải xài quần theo nó. Nhưng mà rồi suy nghĩ lại, làm gì làm, nó vẫn còn chịu ngồi đây. Đủ hạnh phúc, đủ vui rồi. Nó không chịu, nó chống lại mình, nó đi về, mình làm gì nó. Nó không đi, mình làm gì nó. Cho nên Pháp Hòa suy nghĩ, kệ nó lì gì lì, mà nó vẫn còn ở đây, mình cũng đủ, đủ vui rồi. Cho nên nó làm gì làm, nó vẫn gặp mình, nó gọi mình bằng mẹ. Không, nó hai mâm cũng được rồi, đừng có biểu khoánh tái lai. Chuyện đó khó ha, có gì hưởng nấy. Lời cuối cùng, hồi nãy Pháp Hòa lên lầu, lên chánh điện á, thì có một em nhỏ nó mới báo cáo, nó kể thôi. Nó nói, hồi nãy thầy Huệ Tạng hỏi con, what is the unconditional love? Thầy Huệ Tạng hỏi con là mình thương yêu một cách vô điều kiện là gì? Em biết hai bên nói tới nói lui sao, thì nhắc lại một cái lời Pháp Hòa nói. Thì thầy Huệ Tạng mới nói, thầy's always said, là thầy luôn luôn nói, less expect, more accept. Đó là tình thương vô lượng. Cũng giống như bây giờ mình nói có gì hơn mấy vậy đó. Mình chữ expect là mình bắt buộc, còn accept là mình tiếp nhận, phải không? Mình bắt buộc thì mình khổ, mình chấp nhận là mình hạnh phúc. If I don't have what I want, I will be happy with what I have. Cái mình muốn và cái mình có nó khác lắm.
Thí dụ như mình có 100 đồng mà muốn cái nhà 1 triệu, mình không có được cái nhà 1 triệu đâu, tại mình có 100 đồng à. Thành thử thôi có 100 đồng ở nhà mướn. Khi nào có 100 ngàn ở nhà mua. Mà nhớ có 100 ngàn mua cái nhà, mua 100 ngàn cũng đừng nhịn nhà kia 1 triệu. Ngày nào cũng ngó qua nhà 1 triệu hết trơn. Rồi chắc lưỡi hít hà mà quên cái nhà mình đang ở. Mình khen nhà người ta nhưng mà thật sự là cái nhà 100 ngàn này nó mới thật sự đang che mưa che nắng cho mình đây. Cho nên đừng nhìn con người ta chảy nước miếng. Nhìn con mình chảy nước mắt. Không? Mà mình nhìn con mình để mình vui với những gì nó thủy chung cũng là sản phẩm của mình. Cho nên lỡ mà đổ bánh xèo, bánh khọt mà không ngon cũng ráng ăn, thôi bỏ uổng. Nấu ngon nấu dở cũng phải ăn. Tình thương vô lượng là có gì mình nhận cái đó. Giống như quý vị đến đây, quý vị bằng lòng với những gì chùa cố gắng làm cho mình, mặc dù chỗ ngủ không thoải mái, ăn không đủ ngon, không đủ no, vân vân. Phải không? Đã ăn ít mà còn bị mũi chích. Đã không có máu mà còn mất máu. Nhưng mà mình cuối cùng ai biểu tới? Tới thì phải cúng dường. Cúng dường chút máu cho mũi. Thí dụ vậy đó. Thì Pháp Hòa chia sẻ như vậy để đại chúng nhẹ lòng. Mình mở lòng ra, mình tiếp nhận con mình như là, và mình tìm cách nhẹ nhàng làm sao con mình như thế nào mình nhận như thế đó. Rồi do cái sức nhẫn nại kiên trì tu tập của mình, chỉ có mình mới cảm hóa được con mình, vì nó với mình sẽ tiếp xúc mỗi ngày. Người dưng nó tới đây, nó có nghe lời quý thầy đi nữa nhưng cũng chỉ 5 ngày thôi. Nó giống như một cái cuốn lịch mà quý vị cuốn xong rồi hàng năm lịch các tiệm họ cho mình nó cuốn tròn lại đó. Về cái mình bẻ ngược lại, cái mình treo lên, lúc sau nó cong trở lại. Có không? Nó giống như cuốn lịch vậy đó. Và nó giống như trái banh vuông vậy đó, lật đâu nằm đó. Hồi nhỏ mình là trái banh tròn, đá cái lăn được dài dạo. Mình thấy mẹ mình cực, mình chạy tới phụ. Mình đi học về, mình thấy ba mẹ mình đi làm chưa về, mình rửa chén, mình quét nhà phụ. Bây giờ không có, nó không có làm mấy cái đó. Và nếu mình rửa chén, nó rửa đúng cái chén, nó không rửa muỗng. Còn không có kêu nó rửa chén, nó không rửa sinh. Trời ơi, mình expect nó rửa chén xong nó chùi sinh, tưởng sao nguyên đóng chén sạch hết, nhìn lại cái sinh. Trời ơi, tức muốn chết. Nhưng mà thôi nghĩ lại, có còn hơn không? Nó rửa chén, giờ mình rửa sinh. Còn hơn là mình rửa hết, hốt hụi hết. Em đang nói tâm trạng của em. Nhiều lúc em vô em thấy chén úp lên hết rồi mà cái sinh nó không rửa. Thôi em sang tay vô em rửa sinh, tại em nghĩ còn hơn em hốt nguyên nồi. Kêu nó quét nhà, nó quét đúng cái trai đường, hai cầu thang nó chừa nó không quét. Thôi em đi quét cầu thang, tại em nghĩ còn đỡ em quét nguyên nhà. Quý vị hiểu ý và nói không? Thật ra nhiều khi mình sống như vậy á, mình mở lòng được mình, và con mình chính là một đối tượng, một Bồ Tát độ mình. Độ cái sức chịu đựng, cái sự kiên trì, và chính cái kiên trì đó mình độ con mình lướt qua được, và mình với con mình cùng lướt qua được. Còn nếu mình cương nó sẽ đứt, và cuối cùng nó là cái đứa sẽ đi rời tay mình. Nó khổ, còn mình thì sẽ chịu khổ, tại vì nó mà có gì đi nữa mình cũng hốt à. Thành thử ra thôi chịu đựng đi, để nó ở trong nhà với mình. Cho nên nhiều khi nó chơi game mà nó không đi, còn mình cấm nó chơi game ở nhà để khuất mắt mình thì đi chỗ khác nó chơi. Rồi mình phone nó riết nó không bắt còn hồi hộp hơn nữa. Có bị chưa? Có bị phone nó không bắt chưa? Nhiều khi nó phone nó không bắt. Rồi và phone đã phone tiếng còn đỡ, nghe toàn video kho không à. Hỏi chi vậy, để kiểm soát coi con ở đâu.
Cho nên quý vị biết không, độ vô lượng vô số chúng sanh, duy có một chúng sanh khó độ, mình độ được. Cho nên ở trong kinh gọi là nhất xiển đề, là trong kinh dịch nghĩa cái chữ nhất xiển đề là bất tín, người không có niềm tin. Nghĩa thứ hai, tín bất cụ, niềm tin không đầy đủ, nhưng họ vẫn có thể cảm hóa được, dù họ là nhất xiển đề. Thì con của mình cũng vậy, đừng nghĩ nó không cảm hóa được. Nó qua cái tuổi thôi, nó qua cái chuông. Và quý vị luôn luôn nuôi một cái tâm niệm, rồi mọi việc sẽ qua. Bằng cái cách sống hạnh phúc, tha thứ, ôm ấp của mình, để giúp đỡ cho con mình nó vượt qua cơn sóng trong lúc này. Nhất là cái thời buổi mà quý vị gặp người, hồi nãy Pháp Hòa gặp sư Tích Lan á, sư Tích Lan tới đây thăm với hai cô Phật tử, hai vị Phật tử, thì thấy chùa mình tổ chức khóa tu về cho mấy đứa nhỏ, sư khen lắm. Và sư mới nói á, tôi rất là tán thán, tại vì thời bây giờ con nít nó bị lôi cuốn bởi những cái máy điện tử, những cái phone vậy đó. Thì cái bà Phật tử bảo nó không phải là trong cộng đồng của mình không đâu, the whole world, cả thế giới. Và không phải con nít nó bị cuốn lôi đâu, người lớn cũng bị lôi cuốn như thường. Bằng chứng nè, lên chánh điện mất cái phone, quý vị sẽ thấy họ chạy. Vô nhà nào có wifi không chị? Có ổ điện ghim chạc không chị? Đấy không? Bản thân hết battery không lo chạc, lo chạc cái phone thôi. Thật ra mình cũng bị lôi cuốn như thường, chứ đừng nói con nít. Gọi là vui, khổ cũng đều là vô thường. Thì vì chúng ta đã nắm được cái ý niệm vô thường, thì chúng ta thấy tất cả đều là vô thường, thì cái gì nó đến với mình cũng nhận nó là tương đối thôi, bởi vì nó là vô thường. Ví dụ hôm nay mình vui, cái cũng đựng đó, ôi cha quá xa là vui. Vì cái này là vui vô thường thôi, một chút xíu nữa hết. Rồi cái lúc mình buồn á, mình cũng nói với mình cái buồn này nó cũng vô thường, hết ngày hôm nay rồi nó sẽ trở lại bình thường. Cho nên khi mình biết quán vô thường thì không có cái gì mà nó absolutely, extremely, tức là tuyệt đối, cực kỳ của cái khổ đó hết. Và quý vị cứ ghi nhớ trong tâm là cuộc đời tương đối mà. Cuộc đời tương đối, không có cái gì tuyệt đối hết. Ví dụ như con mình, mới đầu là mình set up, mình chuẩn bị cho nó một cái cơ may là nó sẽ trở thành một cái bậc bác sĩ gì đó. Nhưng cuối cùng nó không là bác sĩ, nó là kỹ sư cũng được. Thôi kỹ sư, nó cũng là có công việc nó sống. Mà nếu nó không làm kỹ sư mà nó làm cư sĩ cũng được. Nó làm cư sĩ cũng được. Cho nên cái quan trọng là chúng ta cứ nhận mọi việc nó như là. Và ít nhất thí dụ nói, nó không là bác sĩ nhưng là kỹ sư. Nó không là kỹ sư nhưng mà ít nhất nó cũng là cái người đi làm ăn bình thường. Miễn là làm sao nó đi làm, nó kiếm tiền trong cái lành mạnh. An lạc nó có đó. An lạc là khi nào chúng ta biết chấp nhận. Cho nên người Mỹ họ nói đơn giản lắm, I expect nothing, I expect nothing, I learn to accept everything. Mình không có cái gì bắt buộc nó phải 100%, mà mình mở lòng ra chấp nhận tất cả. Expect nothing, accept everything, là mình đỡ thôi. Cho nên an lạc là gì? Có nhiều khi mỗi bước chân mình cũng là an lạc nữa. Pháp Hòa ví dụ nè, hôm nào mà mình bị bệnh mắt mà bác sĩ chữa được mắt mình bây giờ trở lại bình thường, mình thấy sáng, hạnh phúc không? An lạc không? An lạc, hạnh phúc. Cái chân tôi mấy tháng nay nó đau quá, nhờ có cái thuốc này uống vô mà 3 tháng nay bây giờ nó đỡ rồi, và bây giờ tôi thấy vui đó. Thành nữ ra an lạc nó không ở đâu xa đó, nó ngay cái khi chúng ta biết nhận biết từng cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình. Con mình đó, nó bỏ học cả năm nay rồi, bây giờ nó trở lại nó đi học, đủ rồi, hạnh phúc vui rồi. Cho nên nếu mà nó là đi tìm an lạc, tìm hoài không có. Tại vì sao? Tại vì nó ở ngay trong mắt.
trong mũi, trong tai, trong bàn chân của mình, chứ nó không ở đâu xa. Cho nên mình càng đi tìm thì càng không có. Hôm nào mình còn thở được tốt, đó là hạnh phúc. Đi được tốt là hạnh phúc. Ăn cơm biết ngon là hạnh phúc. Tối nằm xuống ngủ không bị mất ngủ là hạnh phúc. Bây giờ quý cô, quý chú hỏi thử mà, mấy anh chị hỏi quý bác thử mà, mấy bác nào thường xuyên mất ngủ coi. Đêm nào bác đó ngủ được 3 tiếng, 4 tiếng, sáng ra bà mừng như ăn như trúng số vậy. Vậy thì mình mới thấy rằng an lạc ở đâu? Ở những cái gì mà chúng ta có được. Có đôi khi có không biết cho nó mất, nó mất mà kiếm lại được là an lạc. Có một cái ông đó đó, ông để hết tiền của ông vô một cái rương. Ông đi lang thang ngoài đường, ông treo cái bảng là ai có thể giúp cho tôi được hạnh phúc, tôi sẽ trả tiền. Thì bữa nọ có một cái ông đó, ông làm cái nghề đánh ngựa, đánh xe ngựa đó. Ông dừng xem này lại nói, ô bác ơi, bác muốn học hạnh phúc hả? Vậy để con chỉ cho. Bác bước xuống xe này đi, con chỉ cho. Cái ông mà đánh ngựa này nè, ông leo lên xe ông ngồi. Ông ngồi xong cái ông quất ngựa một cái, con ngựa nó phốc đi. Thì cái ông này đứng mất của. Ông rượt theo mà rượt không kịp. Ông nói trời ơi trời, có ai giúp cho tôi kiếm được cái thùng tiền đó không? Sản nghiệp của tôi nằm đó hết rồi, ai giúp đỡ cho tôi trả tiền gấp bội. Rồi kêu hoài không có ai cứu hết. Cái cuối cùng thất thiểu ngồi là ông nghĩ kiếp này là ăn xin nữa. Thì ngày hôm sau cái ông đánh ngựa đó, ông quay trở lại. Thì cái ông này đang ngồi thất thiểu vậy, thấy cái xe ngựa tiền của mình trở về rồi, ôi ông ôm con ngựa, ông ôm thùng tiền, ông hạnh phúc quá chừng luôn, vui. Thì cái ông đánh ngựa nói, bây giờ bác biết hạnh phúc là cái gì chưa? Quý vị hiểu được câu chuyện không? Tới khi mình có thì mình không thấy nó quý, mà tới hồi mình mất á, rồi giờ đã mất là khổ không? Rồi chả kiếm được nè, hạnh phúc ngay đâu? Thì Pháp Hòa mượn câu chuyện này để tạm trả lời câu hỏi này. Hạnh phúc là khi nào quý vị cho nên á, thí dụ như cha mẹ mình yếu bệnh nhưng mà vẫn còn ở đây với mình là một hạnh phúc. Mà lỡ mà cha mẹ già mà theo Phật hết thì lúc đó mình không tìm được nữa. Cho nên khi mà chúng ta có đủ cái nhận định hạnh phúc là gì thì nó đang bàn bạc xung quanh của mình. Cho nên các vị thiền sư hay nhắc mình lắm, mỉm cười đi con đẹp lắm. Có đôi khi mình cười đẹp mà không chịu cười, rồi phải đợi người khác nhắc cười đi. Hay các vị thiền sư nói, thở đi con, cười đi con, uống trà đi con, ăn cơm đi con. Tại vì luôn luôn mình, cái đó là những cái thường nhật và rất nhỏ nhặt mà mình không bao giờ mình thấy. Và đến khi nào mình không còn được cái đó, mình ước, trời ơi ước gì tôi được cơm ăn bình thường. Quý vị thấy khi mình còn một tay khỏe, mình cầm muỗng cơm lên mình ăn, mình đâu thấy hạnh phúc đâu. Đến khi nào mà cái tay mình bắt đầu nó run rẩy, nó không còn cầm được, là mình ước gì chỉ cần cầm muỗng cơm mà ăn lên được thôi là đủ hạnh phúc. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là hạnh phúc là từ những cái điều rất đơn giản như vậy. Con kính xin bạch thầy, mỗi lần con chỉ nghe thầy thuyết pháp trên YouTube, tối nay con được chứng kiến nghe thầy thuyết pháp, lòng con rất vui. Đó, hạnh phúc á. Khi con người ta nghe thấy cái chết là ai cũng lo sợ hoang mang, rất là những người lớn tuổi, nhất là những người lớn tuổi và những người bệnh nặng. Con xin thầy từ bi khai thị để họ được hiểu biết thêm, để buông xả cái thân này niệm Phật, để được vãng sanh đến Cực Lạc Tây Phương, khỏi luân hồi. Và con cũng xin hỏi thầy từ bi khai thị, nếu mình niệm Phật cho một người đã vãng sanh hoặc chưa vãng sanh nhưng ở nước khác nhau, ý con muốn là ở, nói là xa xứ, thì sự cầu nguyện đó có đến được người đó không? Và câu hỏi thứ nhất á, là khai thị cho những người lớn tuổi mà chưa có biết thêm để mình niệm Phật cầu vãng sanh,
Thưa đại chúng là đâu có ai nghe cực lạc Tây Phương người ta cũng mê giống mình đâu mà khuyên. Tại vì có nhiều người người ta cũng sợ lên trển lắm. Tại vì sao? Lên trời hai đứa hai nơi. Sợ phải lên trên trời. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình khoái cực lạc rồi ai cũng khoái giống mình. Có nhiều người ta khi người ta khoái cái khác, người ta khoái cực khổ. Hay là mình thích Tây Phương, có người ta thích Tây Ninh sao? Cái ý niệm đó là tốt thôi, không có gì sai. Nhưng mà mình phải biết là mỗi người người ta có một cái duyên khác nhau. Và mình khuyên thì nếu đủ người, người nào có duyên với mình thì mình khuyên. Đại chúng nhớ Phật có một điều có thể làm và không thể làm. Đó là Phật có thể biết tất cả căn tánh của chúng sanh, nhưng Phật không thể nào thuyết pháp độ những người vô duyên với Phật. Người không có duyên thì làm sao mình nói? Cho nên đó là một trong những cái điều mà Phật có thể làm và không thể làm. Phật có thể biết được tất cả căn tánh chúng sanh, đó là khả năng của Phật. Nhưng Phật không thể nào độ người vô duyên. Phật có thể biết được vô lượng vô số thế giới này. Phật có thể biết được vô lượng vô số thế giới này. Nhưng mà Phật không thể nào giải được hết cái nghiệp của chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp, có những cái nghiệp nó mới trồng xuống, mình biết được, mình kêu nó nhổ ra được. Nó trồng giấu đâu trong nhà 20 năm sau nó bưng ra biểu mình làm sao được. Cho nên có những cái nghiệp không thể giải. Hay nói cách khác là Phật có thể giúp cái khổ mà không độ được cái nghiệp. Cho ở đây á, Pháp Hòa chỉ muốn thưa là mình có cái ý tốt, muốn giúp người là tốt, nhưng lựa đúng người nói. Và người đó phải có cái duyên mà muốn nghe mới được. Bởi vì họ không muốn nghe, mình có nói, thí dụ mình ngồi trước mặt họ mình nói, cuối cùng họ có nghe không? Không. Bằng chứng con mình nè, đó, nó đi về á, mình cứ lải nhải mình nói với nó, nó đâu có trả lời mình, nhưng mà nó có nghe không? Nó chỉ nghe mình lải nhải thôi, nghĩa là nó nghe âm thanh của mình, chứ còn nó không nghe những gì mình nói. Còn nếu nó nghe, rồi cái thứ hai là nó nghe mà nó thực hành. Còn có những người người ta không thực hành, cho nên có dù có nói cũng không, cũng bằng không. Cho nên cái đó gọi là nhất xiển đề đó. Hồi sau hồi trưa Pháp Hòa có giải thích ở trên ho đó. Hỏi nhất xiển đề là gì? Nhất xiển đề được dịch là bất tính, còn được dịch là tính bất cụ. Nghĩa là người không có niềm tin hay là niềm tin không đủ. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật ví dụ nhất xiển đề như thế nào? Như người có bệnh, dù không uống thuốc vẫn không hết bệnh, mà dù có uống thuốc cũng không hết bệnh. Nghĩa là có uống thuốc cũng không hết bệnh, mà xin lỗi, có thuốc hay không cũng không hết bệnh, mà không có thuốc cũng không hết bệnh. Lại nghĩa là sao? Nghĩa là mình có nói đạo lý cho người đó nghe, họ không muốn nghe, mặc dù mình dư đạo lý để nói, nhưng mà họ nghe thì họ cũng chẳng nghe. Thì những người đó giờ mình không có nói gì hết, họ cũng không nghe, mà có nói gì nữa họ cũng không nghe. Cho nên cái này là tốt lắm, tùy duyên. Còn khai thị chung chung về khó khai lắm. Còn giờ bắt đầu là cầu siêu long distance. Không sao hết, tại vì tình yêu nó cũng có tình yêu long distance mà. Cô hỏi là mình cầu siêu cho mình cầu nguyện một người ở xa được không? Được thôi. Tại sao? Tại vì cái đó là cái năng lực của tâm, chứ không phải theo cái cách mình hiểu là vạn lý, ngàn dặm phải đi máy bay rồi mới tới. Không, tâm tâm nó tương ưng. Bởi vì cái tâm lực mà, cái tâm là cái không có hình tướng, mà cái gì nó không hình tướng cái đó nó mới mạnh. Cho nên đôi lúc có những người thầy trò người ta tiếp tâm với nhau mà mình đâu hiểu ta đang nói gì đâu. Tại vì sao? Vì mình nghĩ rằng phải có lời ra, cái ngôn từ mới được.
Nhưng mà các vị người ta không cần. Giống như là lục tổ với Huệ với lại ngũ tổ vậy đó. Ngũ tổ, lục tổ mà đến đến gặp ngũ tổ rồi thì hỏi là ông đến đây làm gì? Ông từ đâu tới? Nói dạ con từ lãnh Nam tới và con tới đây để cầu làm Phật. Ngũ tổ trả lời: dân lãnh Nam là dân ngoại rợ, làm sao có khả năng cầu làm Phật? Lục tổ trả lời: người có chia Nam Bắc, Phật tánh đâu có chia Bắc Nam. Thì ông thầy cũng thấy rồi, ông này là được lắm đó, nhưng mà chưa xác định. Thử tiếp, đừng có lắm lời, đi xuống bếp mà giả gạo. Lục tổ đi xuống bếp giả gạo. Cả tháng sau ngũ tổ đi xuống hỏi gạo trắng chưa. Mấy câu hỏi đó mà nếu gặp mình thì dạ tổ nhìn tổ biết rồi, con làm kỹ lắm á. Nhưng mà cái người thầy giữa tâm với tâm nó tương ưng rồi. Dạ gạo đã trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Nghĩa là ông tu tới chưa? Dạ con tu tới rồi, con đạt được cái chỗ đó rồi, con chỉ cần tổ xác định. Gạo đã trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Ngũ tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng nò, cái miệng cối ba cái, chắp tay sau lưng đi. Lục tổ biết ổng hẹn mình tối nay 3 giờ và nhớ đi cửa sau, chắp tay sau lưng đi. Nếu mà gặp mình ông già kỳ cục, xuống hỏi đã là đi. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ bất khả tư nghi giữa tâm thầy trò. Thì ở đây Pháp Hòa cũng nói vậy, khi mình tiếp với cái người mất không phải ở cái lời nói, chẳng qua là tại thế gian của mình sống theo cái lối bình thường. Mình cầm cái nhang lên cái nói: má hôm nay là dỗ má, tụi con ở đây nhớ nghĩ đến má, làm mâm cơm gì đó ha, má về ăn, thí dụ vậy. Tại vì cái thói thế gian là mình ấy, nhưng thật sự mình cầm cái nhang mình im vậy nè, mà trong tâm mình khởi là mình đã connect rồi. Tại vì cái đó tâm tâm nó tương đồng, chẳng qua mượn cái nhang thôi để làm cái hình thức. Thưa thầy, con học trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có đoạn Đức Phật dạy rằng nếu có một người thọ trì danh hiệu một Đức Phật cùng một người cúng dường thì phước báo bằng nhau. Hôm nay hội đủ duyên, con kính xin thầy Quan Hỷ giải đáp dùm con. Thấu đáo thế nào là thọ trì danh hiệu một Đức Phật và thế nào là sự cúng dường bằng nhau không khác? Theo cái hiểu thường của mình á, thọ trì danh hiệu tức là niệm cái danh hiệu đó. Nhưng mà cái đó là mình cái hiểu ở mặt chữ thôi, nhưng về cái phần nghĩa nó chưa sâu. Thọ trì có nghĩa là chúng ta tiếp nhận cái pháp tu ở nơi cái tâm, cái tên của cái vị đó. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ tên của một Đức Phật, tên là Nam Mô Thiện Công Đức Phật. Thọ trì danh hiệu của Đức Phật tên là Thiện Công Đức, nghĩa là chúng ta ai cũng mong mỏi làm công đức hết. Nhưng mà có khéo để tạo công đức không? Hay là tạo hồi rồi tạo nghiệp mà thay vì công đức? Cho nên chữ thiện là gì? Là khéo. Khéo để chúng ta có được cái công đức đó. Cho nên chúng ta tu theo cái danh hiệu Phật đó, gọi là thọ trì danh hiệu. Mà nếu chúng ta, mà nếu nói đúng hơn là danh hiệu Phật nào cũng chuyên chở pháp tu, trong đó có sự phụng sự cúng dường. Thí dụ như công đức là gì? Là gì khi chúng ta biết phụng sự chúng sanh mà không hề chấp trước, không hề dính mắc những gì chúng ta làm, và không bắt buộc người đó phải trả lễ lại cho ta. Đó là thiện công đức rồi. Vì vậy thì thọ trì danh hiệu của một Đức Phật và cúng dường là bằng nhau, không có khác. Tại sao? Vì thọ trì hay cúng dường thủy chung cũng đều là làm lợi lạc chúng sanh. Ví dụ bây giờ người ta cần mình đến niệm Phật cho người ta an tịnh cái tâm mình niệm Phật, thì mình cho người ta thức ăn của tinh thần để cho tâm người ta lắng. Ở mặt khác, người kia đang nấu ăn,
để cho đại chúng lát nữa niệm Phật xuống có ăn. Người nấu ăn và người niệm Phật công đức ngang nhau, tại vì đều là cúng dường. Một người cúng dường câu niệm Phật cho tâm, một người cúng dường thức ăn để cho người đó được sức khỏe. Mà thân họ có đủ sức khỏe năng lực thì họ tiếp tục họ tu. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Cho nên cúng dường và tu tập giống nhau. Mà sự tu tập của mình chính là sự cúng dường đó. Tại vì sao? Vì mình không phải cúng dường vật chất mà mình cúng dường sự bình an cho cái đó nơi đó. Ví dụ như chiều nay đại chúng có mặt là cúng dường. Cúng dường sự có mặt của mình cho đạo tràng, cho pháp hội. Tại vì chúng ta nghĩ rằng lâu lắm chúng ta mới được dịp gặp nhau như thế này. Cho nên dù hôm nay là cuối tuần, có thể chúng ta có những cái chương trình, nhưng mà chúng ta có thể gác lại được, bởi vì chúng ta cúng dường sự có mặt của chúng ta. Và quý vị cúng dường sự có mặt của đại chúng, Pháp Hòa cúng dường cái lời nói, cái sự giải thích của Pháp Hòa để cho đại chúng hiểu hai chúng ta bằng nhau, không có khác. Tại vì em muốn nói mà mấy anh chị không nghe thì em nói với ai? Và thử ra cúng dường sự có mặt, cúng dường sự lắng nghe, chứ công đức nó ngang nhau. Vì vậy cho nên trong Phẩm Phổ Môn còn có cái đoạn á, khi đó rồi các vị đó mới cung dân chuỗi ngọc, nhớ không? Bồ Tát có nhận không? Không. Bồ Tát không có nhận chuỗi ngọc đó. Đức Phật Thích Ca mới nói Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng mà nhận lãnh chuỗi ngọc này. Vô Tận Ý nói Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng, rồi Phật nói thêm. Phật nói thêm vô, Phật nói à đúng rồi đó, Bồ Tát nên nhận đi. Tại sao Bồ Tát Quan Âm không nhận? Để nói lên cái hạnh nguyện cứu chúng sanh là không cần return. Còn cái chuyện anh là tôi không có hỏi, tôi không có đòi à, nhưng mà anh hỏi thì tôi ok. Nghĩa là nói lên cái ý nghĩa là Bồ Tát cứu chúng sanh muôn ngàn cái kiểu cách. Người nào cần thân Phật để độ, Bồ Tát liền hiện thân Phật vì đó nói Pháp. Người nào cần hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói Pháp, Bồ Tát liền hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói Pháp. Hiện tất cả mọi hình tướng mà không đòi hỏi. Cho nên Bồ Tát Vô Tận Ý dâng chuỗi ngọc, Bồ Tát từ chối không nhận. Nhưng mà nếu có nhận là vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Nhưng mà nhận xong Bồ Tát đem đi đâu? À, chia làm hai, cúng dường cho hai ông thầy mình. Nghĩa là quý vị có cúng cho tôi cũng chẳng nhận làm gì, tôi cúng dường lên nữa. Nghĩa là gì? Cúng cho cái tối thượng. Cúng Phật là cúng cho cái tối thượng. Cũng giống như chúng ta làm xong mọi việc gì, chúng ta hồi hướng công đức, đệ tử và chúng sanh đều tới cái chỗ gì? Trọn thành Phật đạo. Thâm sâu lắm. Cho nên cái chỗ tu hành của chúng ta đó, cái chỗ tu hành của chúng ta là chúng ta hồi hướng đầy đủ như vậy. Ví dụ như có một ai đó thấy mình công quả tội nghiệp quá, ta nói chị ơi, em thấy anh ơi, thấy công quả tội nghiệp quá, em có gì thôi, có chút ít lì xì anh chị lấy hên. Ta nói vậy, ta khéo nói. Nhiều khi mình nhận xong mình đấu sai đó. Mình đem mình nói con, nãy con quét nhà có người tới lì xì con 50, con xin cúng dường vô cái quỹ in kinh, phải không? Thành sự công đức ngang nhau, vì người đó nghĩ tới mình cúng dường mình, mình nghĩ tới người đó, mình cúng dường in kinh để công đức họ cũng có được, lợi lạc cho nhiều hơn nữa. Quý vị thấy được chỗ đó chưa? Rồi, giờ câu hỏi này trong tờ giấy này có 4 câu. Một, trong bản nhạc Đóa Hoa Vô Thường, Trịnh Công Sơn có viết: tình do tâm mà có tình do tâm ta mà sinh, có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng, đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nổi. Con không hiểu ý nghĩa hai câu chót, xin thầy hoan hỷ giải nghĩa theo cái nhìn của thầy. Trời đất ơi. Hết giảng kinh, bữa nay giảng nhạc tình.
Cái câu đâu có gì khó hiểu. Bởi vì tình á, là cái mặt nổi, cái mặt dính mắt là cái mặt chìm. Cho quý vị thấy không, tình đầu thường khó phai. Sao kinh nghiệm quá à? Đừng hiểu lầm nha. Thưa đại chúng á, cái này mình nói theo cái tâm lý thôi. Khi mình lớn lên á, mình bắt đầu mình có cảm xúc với một người nào đó, thì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Đó là một sự thật mà. Cho nên có những cái mối tình có thể nó đã vụt bay rồi, nhưng mà nó còn đọng lại bên dưới những cái khổ đau hệ lụy. Cho cái câu này nè: có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Có khi tình, bởi vì cái tình là cái mặt nổi ở bên trên. Có khi đi suốt đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm gặp một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó, mình yêu tới giờ. Chứ cái tình là cái mặt nổi. Nhưng mà quý vị thấy không, có những cái tình nó đi rồi nhưng mà khổ đau nó còn đọng lại. Mà nhắc tới cái người, cái mối tình đó là bắt đầu hận. Có, nếu mà cái tình đó nó chia tay trong êm ấm, mình không có làm gì người đó buồn hết, tự nhiên người đó không có còn cảm thấy có cảm tình chia tay mà mình không hề giận người đó, thì mỗi lần nhắc nó đau nhói. Tại vì mình đâu có làm gì sai mà người đó bỏ mình. Tình đi mà còn đọng lại. Nhưng mà có những cái tình gặp nhau rồi khoác cầu không còn thương nhau nữa rồi, nó trên này nó vàng một trận rồi nó mới đi. Rồi bắt đầu miễn chai nó rớt lại. Cho nên có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Đến khi tâm an rồi, đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn được. Đoạn là gì? Là chấm dứt. Cho nên chỉ có khi nào tâm an trí sáng, mình mới đoạn được những cái tình mà vốn nó đều là ái khổ. Yêu tiếng Hán là ái, ngọ ái nị, nị ái ngọ. Hễ ái là yêu, mà yêu là nó có đối tượng. Mình là người yêu là năng ái, cái người mà mình yêu là sợ ái, gọi là người bị yêu, hoặc là người được yêu, cái đó gọi là sợ. Sợ là gì? Là của mình. Khi mình gặp cái người đó mình thương rồi đó, thì mình chỉ muốn người đó là của mình thôi. Nói như Nguyễn Bính vậy đó: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chỉ muốn cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tại vì sao? Tại vì khi mình yêu á, là mình có một người để mình yêu. Và khi mình dính mắc cái sở yêu đó rồi là mình có ghen. Có đôi khi mình ghen quá, thì cái người kia trách mình: sao ghen dữ vậy? Cứ nói: có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương. Ôi cha cổ nghe cổ nói: ok vậy anh cứ ghen tiếp.
Cho nên khi nào mà mình còn có đối tượng là còn có dính mắc, mà còn có dính mắc là còn có đau khổ. Còn khi nào tâm bình an là mình thấy nè, các hành là vô thường, mọi hiện tượng trên thế gian này đều là vô thường hết. Mình gặp cái người đó mình thương, chẳng qua lúc đó hợp nhãn hợp nhĩ, có thể hợp nhãn chứ chưa hợp nhĩ, tại chưa nói chuyện. Tới hồi nói chuyện rồi đánh số dè không kịp. Thành thử ra khi mình, cái duyên của lúc đó là gặp thôi, mình có thể yêu. Nhưng khi mình giáp rồi thì mình thấy hình như duyên không đủ. Thành thử ra cái người mà tâm, cái người mà họ dứt, họ không có dính là họ đoạn được thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy con mình lớn rồi chưa có vợ, mình thấy tội, mình đi chùa mình gặp cô nào được được quá, bắt đầu về mình làm mai. Cái này nó cũng có đó. Còn má thấy nhỏ nó đi chùa được lắm, cái bắt đầu kiếm số phone đưa cho hai đứa nó hẹn nhau, xong cái sao lâu quá không nghe nói gì hết trơn. Cái mình rà mình hỏi, ôi con cắt lâu rồi, hỏi sao vậy không hạp. Mà khi không hạp thì có cần lưu luyến nhớ nhung gì nữa không? Không cần. Không cần đặt vấn đề đoạn không đoạn nữa. Còn khi mà mình phải dướng rồi bắt đầu mới đặt tới vấn đề đoạn. Mà muốn đoạn vậy khổ không? Khổ lắm, phải qua khoảng thời gian đó. Vừa rồi dưới Melbourne có một câu hỏi cũng vui lắm. Bữa nào quý vị nghe lại câu hỏi. Cho nên ở đây á, cái câu này nó chỉ vậy. Ở hai cái trạng thái, khi tâm mình chưa bình thì mình thấy lúc nào nó cũng sống lấp nhấp nhô. Và ở trên đời này, hễ cái tình nào mà còn có dính mắc là tình đó có đau khổ. Cho nên ngày xưa mà Đức Quỳnh Phú Sổ ở bên Phật giáo Hòa Hảo vậy, tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Yêu này là yêu không có dính mắc, phải không? Nếu mà mình còn dính mắc là mình có khổ. Hễ mà khi người đó không đúng ý mình, mà thường thường mình ngộ lắm, mình yêu người nào mà mình vui vẻ với người đó, chẳng qua là người đó làm đúng ý mình thôi. Cho nên rốt cuộc rồi mình nói mình yêu ai biết không? Yêu mình. Yêu mình, nó quán cho đủ ra là yêu mình chứ yêu ai đâu. Người đó mà làm mình happy là mình yêu họ hết lòng luôn, chết bỏ luôn, tại vì họ làm đúng ý mình. Cho nên ngày xưa mà hoàng hậu Mạc Lợi mà được vua hỏi đó, đến đời này trẫm yêu ai, khanh ái khanh yêu ai nhất? Bà hỏi, hoàng thượng có muốn thần thiếp trả lời thật không? Nếu trả lời nói dối đó, thì thần thiếp sẽ nói rằng trên đời này thần thiếp yêu hoàng thượng nhất. Còn nếu mà hoàng thượng muốn nghe sự thật thì thần thiếp sẽ nói cho hoàng thượng biết rằng ái khanh đây, thần thiếp đây yêu thần thiếp nhất. Tại vì thần thiếp yêu thần thiếp cho nên hoàng thượng cung phụng thần thiếp, yêu thần thiếp thì thần thiếp sẽ yêu lại hoàng thượng. Thành thử ra thần thiếp mà yêu ngài đó là chẳng qua là ngài làm những gì mà thần thiếp muốn thôi. Cho nên nói cho đủ, nói cho đúng, nói cho chân thật là yêu bản ngã của mình, yêu chính con người mình. Cho nên khi mình dở ra rồi, trời ơi, lâu nay tại vì tôi yêu chính tôi thôi, tôi chấp vào cái ngã của tôi. Tôi muốn người đó phải như thế này với tôi, người kia phải kia thế tôi. Cho nên người đó mà đi cái rồi là tôi đau khổ, tôi dày vò. Bây giờ tôi phát hiện ra được rồi. Và năng lễ sở lễ, năng yêu sở yêu, tánh không tịch. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Bình an rồi thì cái tình kia cũng đoạn được. Đó, đây là Pháp Hòa giải thích cái câu nhạc tình đó. Trong một bài giảng thầy nói Phật giáo không có nói chữ đầu thai mà chỉ nói tái sanh. Xin thầy hoan hỷ giảng về sự khác biệt đầu thai và tái sinh.
theo quan niệm nhân gian, đầu thai nghĩa là gì? Nghĩa là khi mình chết đi, mình xuống dưới địa ngục, rồi bắt đầu người ta mới lựa cho cái gia đình nào mà để cho mình đầu vô cái thai đó. Mà trước khi mà đầu thai như vậy đó, mình phải đi ngang một cái cầu. Cái cầu đó tên là cầu Nại Hà. Và có một cái người đàn bà ngồi ở đó cầm một chén cháo sẵn. Cái bà đó tên là Mạnh Bà. Chén cháo đó kêu là cháo lú. Đó là truyền thuyết nhân gian. Có một cây cầu Nại Hà, có một bà già tên Mạnh, và có một chén cháo lú. Khi mình sắp sửa đi đầu thai vô cái nhà nào đó, chui vô cái thai đó đó, bằng cách nào? Bằng cách là mình đi ngang nhà nào rồi thấy vợ chồng họ đang quan hệ tình cảm với nhau, mình sinh tâm ham thích, mình chui vô mình làm con họ. Đó là cái quan niệm đầu thai đó. Nhưng mà trước khi mình đi đầu thai là mình phải uống một chén cháo lú để làm chi? Lên trên này mình quên luôn Mạnh Bà. Cho nên bà uống xong, mày đừng nhớ tao nha mày. Đó là quan niệm của nhân gian. Và nó không trong Phật giáo không có cái thuyết đó. Phật giáo không có cái thuyết là chết rồi cái hồn của mình đi vòng vòng mấy cái nhà, rồi thấy cặp nào mà nó đang gần gũi với nhau, mà mình sanh tâm khởi dục tương đồng với vợ chồng đó, mình vô mình làm con họ. Vì vậy mà ngày xưa ông bà ở Việt Nam đó nha, vì bị cái thuyết đó mà ông bà dặn trong vòng 49 ngày vợ chồng trẻ không được gần gũi nhau, vì sợ ông bà tái sinh vô làm con cháu của họ. Mà vậy, bởi vì cũng là có cái quan niệm đó, cho nên mỗi lần con cháu mà nó chọc giận, mày là ba tao đó, mày là tía tao, mày ông nội tao, vì cái quan niệm đó. Quý vị có nghe hồi nhỏ bị chửi câu đó không? Mỗi lần mà ông bà mình mà giận mình cái chửi vậy đó, mày tía tao. Cái quan niệm như vậy. Nhưng cái quan niệm đó là quan niệm đầu thai đó. Đạo Phật không có quan niệm, không có thuyết đó. Nhưng mà cái đạo Phật nói là tái sinh. Tái sinh là gì? Là mình sinh trở lại tùy theo cái nghiệp của mình. Cho nên đối với Bồ Tát á, đối với Phật là tùy nguyện tái sinh. Còn chúng ta là tùy nghiệp thọ sinh. Các vị trở lại đây là do nguyện, còn dạng mình đây là nghiệp. No choice. Nghiệp đẩy đi là mình đi. I want that my family. No way. Anh không đủ phước không được vô nhà nhào. Không đủ phước đời này ganh tị bỏn sẻn. Không đủ cái phước đó thì tái sinh theo cái nghiệp. Chứ không có ông nào đặc đế. Không có cái ông nào nói trời này dễ thương nè, cho nó sinh vô nhà kia. Không có nghiệp hết. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn nói nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Cái nghiệp mà nó thành hình rồi, đừng có mong mà trốn ở đâu hết. Nan đào tị, khó mà trốn đâu lắm. Học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Như con chim sổ lòng, gọi là học xuyên thước phi. Con chim nó sổ lòng, nó bay về rừng nó. Thức tâm tùy nghiệp. Cái tâm thức mình tùy nghiệp mà tái sinh, tùy nghiệp mà thọ sinh. Như người thiếu nợ, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Người nồng mạnh là lôi mình trước. Ví dụ giờ Pháp Hòa ở Sydney này 30 năm, mượn tiền cũng khá. Và bữa nào người ta tuyên bố, tao nói ông thầy Pháp Hòa ông sắp dọn qua Canada ông ở rồi đó. Pháp Hòa nợ mấy người vài 300 tao không kiếm đâu. Mấy cái người mà Pháp Hòa nợ 100 ngàn nó chạy tao kiếm trước. Tại vì sao? Tao mất 100 ngàn là số lớn. Còn mấy người mà dài 100 đồng lỡ mất không sao. Cường giả là tiên khiên. Người nào cái nghiệp nào mạnh nó đi về đó. Cho nên tái sinh là vậy. Còn các vị, cho nên hồi xưa mình ta chúc nguyện các vị mà hòa thượng viên tịch đó, nhiều khi người ta chúc một câu thôi. Kính nguyện hòa thượng tái lai phổ độ. Chúng con kính nguyện hòa thượng trở lại ta bà này để độ chúng sanh, gọi là tái lai phổ độ.
Cho nên cái chữ đầu thai là theo cái thuyết đó. Còn Phật giáo thì không có đầu thai mà tái sinh do nghiệp. Câu hỏi thứ ba: khi giảng về sự thật khổ, các sư Việt Nam thường hay nói đời là biển khổ. Điều này hàm chỉ khổ là bản chất của đời sống hay khổ là sự tuyệt đối của đời sống? Kinh Bốn Sự Thật Thánh Thiện cho rằng khổ là sự thật thánh thiện thứ nhất. Có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện và khổ là sự thật tuyệt đối như hàm chỉ trong đời là biển khổ? Thưa đại chúng, hai câu này nó không có gì khác đó. Nhưng mà có cái điều là một cái, ví dụ như nói là bản chất của đời là khổ, nhưng mà nếu khổ mà để cho chúng ta chuyển hóa cái khổ, chúng ta tu, thì cái khổ này nó có thật khổ không? Khổ này bây giờ trở lại là thánh đế, là thiện, là thánh thiện. Cho nên khổ mà để chúng ta tu tập, chưa chắc cái khổ đó đã sai, không tốt. Pháp Hòa có những Phật tử: trời ơi, cuộc sống đau khổ vô cùng. Có một ngày nọ, bạn giới thiệu một thầy khác, đang mới viết cho Hòa cái thơ ngày hôm qua. Trong lúc con khổ, con tuyệt cùng của cái khổ, bạn con giới thiệu con nghe giảng một thầy đó. Con lên con nghe thầy đó giảng, trong lúc con nghe tai con rà rà, con thấy có tên của thầy. Và lúc đó thầy nhìn rất đẹp trai. Attract. Click vô nghe. Và sau khi nghe được một bài, và từ đó con tìm rất nhiều bài của thầy để con nghe. Và con cảm ơn thầy, bây giờ cuộc sống của con ổn định, không có khổ. Như vậy khổ là một sự, khổ là gì? Thật sự không có khổ. Tại vì chúng ta không chấp nhận sự việc nó như là, nó mới khổ. Chứ còn nếu chúng ta chấp nhận thì bản chất của mọi sự việc nó đâu có gì khổ đâu. Nhưng mà tại vì mình đồng ý thì mình vui, mà không đồng ý thì mình khổ. Cho nên á, khổ là sự thánh thiện. Cho nên Pháp Hòa thường nói đó, cái khổ có nhiều khi là gì? Là đối tượng để tu. Con người khổ càng sâu càng nhiều, con người giác ngộ càng lớn. Cho nên khổ là thánh thiện. Cho nên ở cái mặt đời là khổ, nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập thì trong biển đời mà không khổ. Vậy thì chữ khổ lúc này là giáo lý gì? Tạm thời. Chân đế của nó là gì? Nhận chân được nó. Sống, già, bệnh, chết. Đức Phật nói ở cái mặt thân thể thì có già, có bệnh, có chết. Đó là khổ của thể xác. Nhưng mà cái có nhiều người, người ta quán khổ, thấy già. Chữ khổ là gì? Trong lúc này khổ nghĩa là gì? Là những cái khó khăn của mình. Thí dụ như già, định nghĩa chữ già nè. Già là sao? Già nhăn, răng yếu, chân mỏi, lưng đau, ăn không biết ngon, ngon rồi khó tiêu. Đó, định nghĩa già đó. Cho nên khi nào thấy mắt lờ mờ, tai lãng lãng, ăn hơi không biết ngon, ngủ không còn thẳng giấc, bắt đầu tánh tình thay đổi, thí dụ, những cái đó là hiện tượng của già. Nhưng mà già là khổ, nghĩa là nó gây những cái khó khăn, chướng ngại. Thí dụ bây giờ già rồi muốn đi đứng cũng khó. Cho nên ở đây á, có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện với khổ sự thật tuyệt đối? Sự thật nó là vậy đó, nhưng mà hễ mà anh nhận ra được nó là pháp tu. Thí dụ đây, tôi bây giờ già rồi, đi đứng không còn nhanh nhậu nữa, cho bây giờ tôi sẽ cố gắng giảm bớt những gì không cần thiết để chuyên tâm vào sự hành trì, thì cái khổ đó không khổ.
Thưa Thầy, chúng con có nên tổ chức hay khuyến khích tổ chức lễ hôn nhân cho các con em tại chùa hay không? Vì có một số Phật tử cho rằng chùa là nơi tu hành trang nghiêm, không nên tổ chức những sự kiện vui nhộn có tính thế tục. Con có nói bên Kitô giáo họ thường làm thì sao? Thì không được trả lời. Thì được trả lời đó là truyền thống bên đó đã có từ lâu. Xin Thầy cho con biết ý kiến. Cái quan niệm là chùa không được làm đám cưới, nghĩa là mình quan niệm chùa chỉ làm đám ma. Nhưng mà nếu mà chùa mà vậy không, có nói trời ơi chùa buồn lắm. Kiểu nào mình nói cũng được hết đó. Thưa đại chúng, như thế này nè, Phật Pháp bất ly thế gian. Nếu muốn truyền bá Phật Pháp thì không thể nào rời thế gian mà có được. Bây giờ về rời thế gian thì Phật Pháp nói gì? Ví dụ như thế gian có sanh ly tử biệt thì chúng ta mới đem cái giáo lý vô thường đến nói để cho người ta thẩm thấu được nó, để người ta giảm cái khổ của sanh ly tử biệt. Mà thế gian á, là nó thích đám cưới, nó thích gọi là gì, get married. Rồi bây giờ nếu mà mình không hội, mình không có đem cái phương tiện giáo hóa, thì họ sống trong đời sống một cặp vợ chồng mà không hề hạnh phúc. Mà trong khi đó Đức Phật đã từng giảng dạy những bài pháp đạo lý của vợ chồng. Thí dụ như Kinh Thiện Sanh, quý vị mở Kinh Thiện Sanh ra quý vị đọc. Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều, chủ đối với người làm, người làm đối với chủ, thầy đối với trò, trò đối với thầy. Trong Kinh Thiện Sanh Phật nói đủ hết tất cả mọi bổn phận của con người thế gian chúng ta. Thì tại sao chúng ta không lấy cái đó ra để mà hướng dẫn cho Phật tử nhân cái dịp đám cưới của họ? Mà quý vị cứ nghĩ, thí dụ bây giờ họ tổ chức đám cưới ở chùa, họ được lễ Phật, họ được nghe Pháp, rồi cuối cùng họ mời bà con quyến thuộc ăn bữa chay, lành thiện không? Tại sao không được? Không có gì không được hết. Mà cũng không có một sách vở nào quy định chùa chỉ được làm đám tang. Mà chính quan niệm như vậy cho nên ngày xưa người ta sợ gặp thầy chùa lắm. Pháp Hòa nói thật mà, đi đâu mà gặp mấy thầy là người ta sợ lắm. Vì ta nghĩ chắc đám ma ở đâu đây nè, đám chết đâu đây nè, gặp mấy ông này ớn lắm. Đâu phải vậy đâu. Mà nếu mà nói đúng, nếu mà nói nữa nè, không lẽ thầy hy sinh hết cuộc đời trai trẻ của người tu chỉ đi tụng mấy cái đám chết? Người đi tu làm hai việc: trên cầu giáo pháp của Phật, dưới độ chúng sanh, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Mà hạ hóa chúng sanh là có chúng sanh có nhiều cái tầng cấp, nhiều cái phương tiện, nhiều cái hoàn cảnh. Bây giờ quý vị thấy á, bây giờ mình nói mình không nhận đám cưới mà đám nào vô mình cũng nhận hết, vậy là mình kỳ thị. Bây giờ ai muốn đầy tháng cũng được, muốn thôi nôi cũng được. Nếu mà họ cúng thôi nôi cho con họ mà họ đem vô chùa, họ đãi một bữa cơm chay cho bà con quyến thuộc, tốt chứ có sao đâu. Đứa nhỏ nó được phước, không vì cái ngày thôi nôi nó mà 10 con gà chết, 10 con vịt chết. Cho nên điều đó tốt chứ có sao. Mà hơn nữa là người ta biết tâm hướng thượng, hướng thiện, cho nên người ta mới đi vô tới đây. Cho nên cái vui ở trong chùa đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải tĩnh lặng. Nếu ở một cái chương trình nào đó thì có sao đâu, đó là phương tiện. Mà thưa đại chúng, chúng ta mở chùa để làm gì? Cũng chỉ không ngoài mục đích là phụng sự chúng sanh. Mà những nhu cầu chúng sanh mà nó điều thiện chúng ta phải làm. Nếu ai học cái hạnh phổ hiền, cửu giả hằng thuận chúng sanh, quý vị nhớ câu đó không? Hằng thuận chúng sanh là thế nào?
Không phải chúng sanh biểu mình cười là mình cười, biểu mình khóc là mình khóc, mà mình phải hằng thuận những điều lành thiện mà chúng sanh yêu cầu. Chúng sanh, chúng ta không hằng thuận những người yêu cầu chúng ta những việc mà chúng ta không thể làm. Ví dụ như tối nay giảng xong có một đạo hữu rủ: thầy rảnh không, đi cà phê chơi. Mà nếu mình nói ồ tôi rảnh, đi ra quán cà phê ngồi suốt sáng thâu đêm, thì cái đó không được, thì mình đâu có hằng thuận vậy được. Nhưng mà nếu ví dụ như người ta hữu sự chuyện gì mà mình còn là chút thì giờ mình hằng thuận rồi đó. Cho nên hạnh của Bồ Tát là cửu giả hằng thuận chúng sanh, là mình hằng thuận theo những cái gì mà chúng sanh có nhu cầu lành thiện. Mà điều đó chúng ta đang làm và đã làm và sẽ tiếp tục làm. Người ta ăn chay người ta không biết nấu, mình nấu cho người ta ăn. Cho nên những cái quán chay mà người ta mở đó, ngoài cái chuyện ta làm kiếm tiền ta sống, ta cũng giúp mình một phần. Nhiều lúc mình nấu không được mà mình ra ngoài tiệm đó mình mua thức ăn, hay là trong chùa làm thức ăn chay bán đó, ngoài cái nghĩa là tìm cái tài chánh, một cái quỹ cho chùa lo điện nước, còn giúp cho những Phật tử có được cái phương tiện ăn chay dễ dàng. Cho cái đó không có gì mà không được hết. Cho nên á, quý vị nên hoan hỷ tán thán, chẳng những vậy mà khuyến khích con cháu của mình mỗi lần đám cưới nên đem về chùa. Đem về chùa và tổ chức một cái lễ thành hôn cho đàng hoàng. Vì đó sao? Vì chúng ta có sự nhắc nhở. Quý vị biết trong năm nay nè, năm nay là năm Pháp Hòa làm đám cưới cho Phật tử nhiều nhất trong các năm. Chẳng những vậy mà còn phải bay qua Mỹ một cái cuối tuần làm hai cái đám cưới liên tiếp, ba cái đám cưới liên tiếp trong một cái weekend. Trước khi bay qua đây là ngày thứ Pháp Hòa bay qua đây là ngày thứ tư tuần rồi. Thứ bảy vẫn còn làm một cái đám cưới cho một cặp. Thì cái anh này anh cưới một người vợ Hàn Quốc. Thì anh là lớn lên ở đây cho nên bạn của anh là đa số là người Mỹ. Thì mấy người Mỹ họ vô họ giữ cái lễ cưới đó, mà cái lễ cưới là làm hoàn toàn bằng tiếng Anh, giảng bằng tiếng Anh hết. Thì sau khi giảng xong thì mấy người Mỹ tới: cho tôi xin cái cuốn này được không? Cái cuốn nghi thức làm đám cưới á. Trong này có những cái lời rất là hay. Rồi nói: tôi cảm ơn thầy, hồi nãy những cái lời thầy giảng very touch. Tại vì Pháp Hòa giảng ý nghĩa chiếc nhẫn. Tại sao chiếc nhẫn được làm bằng vàng? Tại sao chiếc nhẫn có cái hình tròn? Tại sao được gọi là nhẫn? Mình giải thích ra cho họ nghe. Và trước khi nó đám cưới, nó phải lại bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn bà con quyến thuộc và ơn mọi loài chúng sanh. Quá thiết thực. Trước khi con lập gia đình, con trở thành, con có một mái gia đình riêng, thì con hãy nhớ ơn đến cha mẹ, người đã sanh thành dưỡng dục ra mình. Nói cái đạo lý ân nghĩa, rồi qua tới đạo tình thầy trò, những người đã dạy cho nó chữ nghĩa, nó mỗi đứa nó lạy xuống. Rồi sau đó vợ chồng nó xây lại, nó lạy nhau. Đó gọi là gì? Tương kính như tân. Theo truyền thống của người Việt, vợ chồng phải quý trọng nhau như người khách. Còn bây giờ mình không có đem vô này, nó đem ra mấy cái park, mấy cái ho nó làm đó, nó không có lại xá về nhau, bởi vì về nhà nó có thể nó khinh thường nhau, nó chửi bới nhau. Thành thử ra tại sao không được? Người chết người ta nằm đó mà còn lợi tụng biểu ta nghe mà. Trời ơi, cái lợi vong hồn ơi, hỡi vong hồn. Cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Nếu mà ông đó ngồi dậy tỉnh rồi. Dám đứng đó tụng nữa không? Trời ơi, còn cái này hai đứa trẻ nó lên chùa nó xin thầy, vì con mà giảng đạo lý cho con nghe. Một tâm hồn nó còn sống nó hướng thượng như vậy, tại sao chúng ta không chịu? Mà chẳng lẽ chúng ta không thích con cái chúng ta hướng thượng à, hướng thiện à, hướng giải thoát à? Mà cái đứa nào mà tâm nó còn hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, nghĩa là nó hướng giáo pháp.
Bởi vì giáo pháp của Phật có ba công năng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà một tâm chúng sanh nó còn hướng thượng, hướng thiện thì mình phải phát tâm trợ duyên chứ tại sao lại cản trở. Và quy định rằng chùa chỉ để làm đám ma, cúng người chết. Đạo Phật độ sanh, độ tử. Mà độ sanh quan trọng hơn độ tử nữa. Bởi vì người còn sống mà họ nghe thẩm thấu được đạo lý, họ lo họ tu hành, họ chuyển hóa nghiệp lực của họ, đến khi họ có mất đi, lỡ mình không có tụng, họ vẫn siêu như thường. Họ siêu theo cái nghiệp tốt của họ. Còn nếu mình có tụng là trợ duyên thêm thôi. Rồi bây giờ nếu mà đi độ cho người mất á, người mất chỉ là phương tiện để tới tụng, mà chính là tụng cho người còn quỳ đó đó. Bình thường biểu nó quỳ nó đâu có quỳ. Bữa nay nhà nó có chuyện, nó biểu nó quỳ nhiêu nó cũng quỳ hết á. Cho nên mình nó quỳ đó để làm chi? Nó nghe. Mà nếu họ nghe được, họ phát tâm, họ tu được là mình thành công. Độ tử là độ sanh. Cuối cùng độ sanh vẫn quan trọng. Độ tử là phương tiện. Bây giờ nếu mà không có cúng thất, làm xong cái đám tang thì sao? Thầy đi đường con, thầy đi đường thầy, con đi đường con. Giờ nhờ cúng thất nó còn kéo nhau được về 7 tuần nữa, có cơ hội thuyết tiếp, tụng kinh tiếp, thuyết pháp tiếp. Biết đâu chừng sau 7 tuần làm Phật tử luôn sao? Đấy, đây thiếu gì? Nhờ những người chất chân mất trong nhà mà có mới đi chùa. Phải không? À, cho nên...